Chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến với bài học số 15 trong khóa học điệu hát phục vụ. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về điệu van nhịp 3-4 và chúng ta sẽ thực hành đệm trên giọng son trưởng và mi thứ. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung bài học ngày hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu nhịp 3-4 và điệu van. Điệu van là điệu đặc trưng của nhịp 3-4 và được sử dụng rất phổ biến trong nhiều ca khúc thánh ca hiện nay. Nhịp 3-4 là nhịp có 3 phách trong một ô nhịp, mỗi phách có giá trị là một nốt đen. Trong đó phách 1 là phách mạnh, phách 2, 3 là phách nhẹ. Đó chính là cái nhịp 3-4. Lát nữa chúng ta vào ca khúc thực hành để chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái nhịp này nhé. Rồi chúng ta sẽ qua nội dung thứ hai là giọng son trưởng và mi thứ. Đây là hai giọng song song với nhau với trường hợp có dấu thăng. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách xác định giọng của một ca khúc với hóa biểu có dấu thăng. Trước hết chúng ta sẽ cùng đi đến cái khái niệm là thứ tự xuất hiện các dấu thăng. Chúng ta có 7 nốt nhạc và tương ứng với nó thì sẽ xuất hiện 7 dấu thăng theo thứ tự là Fa, Do, Son, Re, La, Mi, Si. Có nghĩa là khi chúng ta gặp một dấu thăng thì chúng ta sẽ gặp đó là nốt Fa thăng. Hai dấu thăng sẽ là Fa, Do. 3 thăng là Fa, Do, Son. 4 thăng là Fa, Do, Son, Re. 5 thăng là Fa, Do, Son, Re, La. 6 thăng sẽ là Fa, Do, Son, Re, La, Mi. Và 7 là thêm Si nữa. Khi có nhiều dấu thăng thì chúng ta đánh sẽ khó hơn. Các bạn nhớ nhé. Nhưng thường thường các khúc hiện nay thì sẽ từ khoảng 1, 2, 3, 4 dấu. Đấy. Có bài sẽ 5 nhưng mà thường thường sẽ là từ 1, 2, 3, 4 dấu thăng thôi. Rồi chúng ta sẽ có nguyên tắc xác định giọng của các bài hát khi có dấu thăng như sau. Trước hết là chúng ta phải xác định dấu thăng xuất hiện cuối cùng trong bài hát. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta thấy một bài hát mà có nhiều dấu thăng thì chúng ta sẽ dựa vào cái nốt thăng xuất hiện sau cùng. Chúng ta phải xác định được cái dấu thăng xuất hiện sau cùng là gì. Ví dụ như là bài hát có 3 dấu thăng chẳng hạn thì cái dấu thăng xuất hiện sau cùng là gì? Nốt son thăng. Đó. Dựa vào dấu thăng vừa xác định, chúng ta tính lên một bậc sẽ là giọng trưởng và tính lùi xuống một bậc sẽ là giọng thứ song song với nó. Đó. Và nhìn vào nốt kết của bài hát để xác định giọng của ca khúc đó. Rồi mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn như sau. Khi một bài hát xuất hiện một dấu thăng, đấy, thì một dấu thăng là gì? Là pha thăng. Từ pha này chúng ta tính lên một bậc sẽ là gì? Trên pha sẽ là son. Thì nó sẽ là son trưởng. Và dưới pha một bậc là mi. Thì nó sẽ là mi thứ. Do đó son trưởng và mi thứ là hai giọng song song với nhau. Và khi xác định được hai giọng này rồi thì chúng ta, việc cuối cùng là chúng ta sẽ nhìn vào nốt kết, xem là kết của bài hát đó là nốt gì. Nếu nó là son thì là son trưởng, mà là mi thì nó sẽ là mi gì? Mi thứ. Rồi chúng ta sẽ có một ví dụ khác. Ở trường hợp dấu thăng xuất hiện từ 2 trở lên thì chúng ta sẽ xác định như thế nào? Trước hết là chúng ta sẽ phải xác định dấu thăng xuất hiện sau cùng để áp dụng quy tắc lên 1 xuống 1 để tìm ra giọng trưởng và giọng thứ song song. Ví dụ khi chúng ta gặp một bài hát xuất hiện 3 dấu thăng đó, thì sẽ là 3 dấu thăng sẽ là Fa, Do và Son. Thì chúng ta thấy là nốt Son thăng sẽ là cái nốt xuất hiện sau cùng. Sau đó chúng ta áp dụng lên 1 là gì? Trên son sẽ là La trưởng. Và dưới son sẽ là gì? Fa. Chỗ này sẽ phải là Fa thăng thứ. Vì cái nốt Fa này đã bị thăng trước đó. Đúng không nào? Thì nó sẽ phải là Fa thăng thứ. Chứ không thể nào là Fa thứ được. Các bạn lưu ý cho mình chỗ này nhé. Nó phải là Fa thăng thứ. Đó. Đấy, vì nốt Fa đã được thăng trước đó nên giọng thứ nó sẽ phải là Fa thăng thứ. Đấy, đó chính là cái cách xác định giọng của một ca khúc với trường hợp mà có dấu gì? Có dấu thăng. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Một cách khác là chúng ta có thể nhớ lại cái bài ở bài số 12 mình nói về cái vòng quãng 5 á. Chúng ta có thể nhìn vào cái sơ đồ vòng quãng 5 chúng ta cũng có thể tìm ra được các cặp giọng song song. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các hợp âm được sử dụng trong giọng son trưởng và các hợp âm được sử dụng trong giọng mi thứ. Đây là hai giọng song song với nhau. Cũng giống như bài học trước là cặp giọng đô trưởng và la thứ, thì đến cái cặp giọng son trưởng và mi thứ này, chúng ta cũng làm tương tự các bước
như trường hợp trước thì chúng ta sẽ tìm được các hợp âm sử dụng trong cái hai cái giọng này. Ở giọng son trưởng thì chúng ta sẽ được sử dụng các hợp âm thứ nhất, son trưởng, la thứ, si thứ, đô trưởng, rê trưởng, mi thứ và pha thăng giảm. Trong đó hợp âm son trưởng, đô trưởng và rê trưởng là ba hợp âm chính, TSD. Thì cái hợp âm bậc 5 chúng ta có thể sử dụng là D7 nữa. Đó. Hợp âm 7 át mà chúng ta đã học ở bài trước. Rồi các hợp âm phụ sẽ là la thứ, si thứ và mi thứ. Hợp âm pha thăng giảm chúng ta không dùng. Được chưa? Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ được sử dụng các hợp âm át của các hợp âm này. Đúng không? Át của son là D7. Át của la thứ là mi 7. Át của si thứ là pha thăng 7. Đó, pha thăng 7. Đấy, hút về si thứ. Át của đô là son 7. Át của rê là la 7. Và át của mi thứ là si 7. Đó. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu các hợp âm được sử dụng trong giọng mi thứ. Cũng chính là các hợp âm gì ở trong giọng son trưởng. Ngoài ra chúng ta sẽ có pha thăng giảm và hợp âm C7. Đấy, C7 chính là cái hợp âm mà mình đã nói ở bài học trước là gì? Khi mà giọng thứ mà chuyển sang thứ hòa thanh ấy, đấy, thì sẽ có bậc 7 thăng lên, thì chỗ này si thứ sẽ trở thành si trưởng. Và chúng ta có thể sử dụng là gì? Hợp âm 7 nữa. Đấy, sẽ thành C7. Đó chính là các hợp âm được sử dụng trong giọng son trưởng và mi thứ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng vào đệm ca khúc Tựa làn trầm hương của Đỗ Vi Hạ. Ca khúc này thì được viết ở giọng son trưởng với một dấu thăng và nhịp 3/4. Đó, chúng ta thấy này, một dấu thăng là pha thăng đúng không? Và nốt kết của nó là nốt son. Đấy, thì bài này được viết ở giọng son trưởng. Giờ chúng ta nhìn qua cái phần hợp âm của ca khúc này thì chúng ta sẽ thấy là ở đây mình đã sửa lại một vài chỗ. Mình đã sử dụng này, đảo bát này. Đó. Đảo bát này. Đấy, hợp âm 7 này, xong đảo bát này. Đó. Đấy, D7 hút về son này. Đấy, D7 hút về son này. Đó. Rồi chỗ này cũng là đảo bát này. Đấy. Chúng ta chỉ nên sử dụng đảo bát ở một vài vị trí để tạo điểm nhấn cho phần đệm. Điểm nhấn cho hòa thanh. Chúng ta cũng không nên lạm dụng quá. Đấy, chúng ta sử dụng làm sao mà cho nó khéo léo một chút. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi xếp hợp âm ca khúc này. Đầu tiên chúng ta sẽ có hợp âm son trưởng. Ở đây mình sẽ bấm là son si rê. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Đấy, tựa làn trầm hương này, thơm bay chúng ta sẽ bấm đô trên son. Về thiên đường nguyện tình yêu Chúa, chỗ này chúng ta sử dụng lướt bát. Nguyện tình yêu Chúa thanh hoa cho lễ dân. Đấy, ở đây chúng ta thấy là mình sử dụng gì, hợp âm lướt là la 7 trên đô thăng để lướt về, hút về D. Đấy, hợp âm rê trưởng chỗ này. Rồi chúng ta hãy quan sát và mình xếp hòa thanh. Đầu tiên sẽ có son về đô. Thì chúng ta giữ lại nốt son đúng không nào. Tiếp tục son về mi thì chúng ta giữ lại son và si. Chúng ta chuyển rê lên mi là sẽ trở thành mi thứ. Nguyện tình yêu Chúa. Được chưa? Đấy. Thánh hoa cho lễ dân. Chỗ này mình sử dụng là gì? La 7 trên đô thăng. La 7 này. Đô thăng này. Đấy. Nguyện tình yêu Chúa thanh hoa cho lễ dân. Được chưa ạ? Đấy, các bạn hãy quan sát mình xếp hòa thanh và chúng ta tập theo nhé. Rồi qua câu tiếp theo. Đây bánh thơm nồng, đây chén rượu hồng. Đấy, chúng ta quan sát là từ hợp âm rê trưởng về son trưởng. Đấy, mình lướt qua D7. Đấy. Thì để về son trưởng nghe nó có hút dẫn hơn một chút này.
Đây bánh thơm nồng, đây chén rượu hồng. Đó, lướt qua D7 một chút thì chúng ta sẽ tạo một cái điểm nhấn ở chỗ đó. Rồi tiếp tục từ son lên si. Làm thành lễ vật dâng về cha chi nhớ. Chúng ta thấy ở đây là gì? Từ son trưởng về si thứ, chúng ta chỉ cần chuyển là gì? Nốt son này xuống pha thăng là sẽ trở thành thành hợp âm si thứ. Làm thành lễ vật dâng về. Từ si thứ về rê trưởng chúng ta chỉ cần thay nốt si thành nốt la. Dâng về cha chi nhớ. Đó, đó chính là phần hợp âm của phần phiên khúc ca khúc này. Chúng ta có thể áp dụng nhịp 3 4 và chúng ta đệm. Chúng ta sẽ đệm là gì? Trái phải phải trái phải phải 1 2 3 1 2 3. Đó. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường, nguyện tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng. Đây bánh thơm nồng. Đó, chúng ta đệm như thế. Bụt chát chát, bụt chát chát. Đó là nó sẽ ra nhịp 3 4. Rất đơn giản như thế thôi. Trong thánh ca là chúng ta chỉ cần đệm như vậy thôi, chúng ta cũng không cần làm phức tạp đâu. Rồi chúng ta sẽ đi qua phần điệp khúc. Chúng tôn Ngài là Chúa tế càn khôn. Ở chỗ này chúng ta thấy là gì? Từ đô về son chúng ta lướt qua D7 này. Chúng tôn Ngài là Chúa tế càn khôn. Đó, nó là như vậy. Rồi tiếp tục từ son chúng ta qua la thứ. Chúng ta lướt qua hậu âm mi 7 trên son thăng. Chúng tôn Ngài là Chúa tế càn khôn, đã dòng tình nuôi sống con từng ngày. Ở chỗ này hợp âm nó di chuyển hơi nhanh một chút, chúng ta cố gắng tập làm sao để cho nó nhuần nhuyễn nhé. Chúng tôn Ngài là Chúa tế càn khôn, đã dòng tình nuôi sống con từng ngày. Và chúng ta để ý là từ son trưởng lên la thứ chúng ta lướt qua mi 7 trên son thăng này. Khôn hai lướt. Đó, chúng ta tập chậm và kỹ cái chỗ này một chút nhé. Chúng tôn Ngài là Chúa tế càn khôn, hai lướt đã dòng tình nuôi sống con từng ngày. Đó. Đó chính là phần đầu tiên của phần điệp khúc. À, câu sau cũng tương tự như thế. Chúa tôn Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúa tôn Ngài mãi đến muôn muôn đời. Đó, phần sau nó giống hệt hòa âm như thế thôi. Rồi, đó chính là cái phần hòa âm và cách đệm ca khúc Tựa làn trầm hương à, mình vừa trình bày cho các bạn. Các bạn có thể theo dõi cách đệm của mình và chúng ta tập thật chậm à, chúng ta theo dõi kỹ và chúng ta tập theo mình nhé. Rồi, tổng kết bài học ngày hôm nay chúng ta đã được học những nội dung về điệu van nhịp 3-4. Và chúng ta học giọng son trưởng, mi thứ, đúng nào? Rồi chúng ta học về cách xác định giọng của một ca khúc với hóa biểu có dấu thăng. Đấy, 1 thăng, 2 thăng, 3 thăng. Chúng ta áp dụng cái công thức lên 1 xuống 1. Đó. Rồi, các hợp âm ở trong giọng son trưởng và mi thứ và áp dụng đệm hát ca khúc Tựa làn trầm hương nhịp 3-4. Chúng ta hãy xem kỹ cái nội dung mà mình đã hướng dẫn các bạn trong bài học ngày hôm nay. Nó hơi nhiều một chút, nhưng mà chúng ta hãy xem kỹ và chúng ta áp dụng cho thật hiệu quả trong phần đệm hát nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.